Ngày 26 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Võ Phong Phú, 41 tuổi, ngụ xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, 14 năm tù giam về tội giết người và 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hai tội danh, bị cáo Phú nhận là 16 năm tù. Theo cáo trạng năm 2013, sau khi ly thân với Phú, chị Kiều, 40 tuổi, về sống với cha mẹ ruột ở xã Thạnh Hòa Sơn. Dù không sống chung nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Do nghi ngờ chị Kiều của người khác và nhớ lại việc gia đình vợ mắng chửi dẫn đến vợ chồng ly thân nên Phú tức giận. Khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2021, Phú chuẩn bị xăng và đến nhà ông Xịn là cha vợ của bị cáo rồi dùng dây buộc bên ngoài cửa để đốt nhà. Phú biết thời điểm này bên trong nhà có 8 người nhưng vẫn ra tay thực hiện hành vi đốt nhà. Rất may chị Kiều, ông Xịn cùng 6 thành viên trong nhà thoát chết. Sau khi thực hiện hành vi, Phú ra đầu thú có thái độ ăn năn hối cải nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án trên.